Thưa quý khán giả, sau nhiều lần phản ánh của chương trình, đến nay đường Trảng Bom Cây Gáo đã được dặm phá hoàn chỉnh. Hàng chục hố sâu trên đường đã được san lấp và thảm nhựa bằng phẳng. Người dân nơi đây rất vui mừng nhưng cũng không tránh sự lo lắng. Tại sao lại có mâu thuẫn này? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Vâng, theo phản ánh của người dân thì tuyến đường Trảng Bom Cây Gáo đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên thì theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại đơn vị thi công đã điều các thiết bị thi công dặm vá bằng phẳng con đường này, không còn ổ voi và ổ gà, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông thông thoáng và an toàn. Tuyến đường Trảng Bom Cây Gáo có chiều dài khoảng 18,5 km, là tuyến giao thông có vị trí quan trọng của huyện Trảng Bom, nhưng lại có rất nhiều đoạn đã hư hỏng trầm trọng, nhất là từ ngã tư đường Hùng Vương đến ngã tư Tân Lập. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện đã đầu tư hơn 400 triệu đồng để duy tu bảo dưỡng, san lấp và thảm nhựa toàn bộ những vị trí hư hỏng nặng. Hiện tại mặt đường rất êm thuận, các phương tiện lưu thông qua đây rất dễ dàng, thuận tiện. Tuy nhiên, người dân nơi đây cũng chưa thực sự an tâm, bởi con đường này đã từng được sửa chữa nhiều lần, nhưng tình trạng hư hỏng lại nhanh chóng tái diễn. Thì con đường này là sửa liên tục rồi, cứ là vào mùa mưa là sửa miết thôi, mà cứ nước là tràn xuống là nó hư liền. Mà sửa đi sửa lại thì cũng hư tiếp thôi. Mà không có làm đường cống thì nước nó sẽ không có bao giờ mà nó không thoát được. Mùa mưa xuống thì ngay chỗ đường ở trên trong tháp đá hàng nó đi ra thì bao nhiêu nước nó chạy hết vô nhà tôi. Rồi ở trên xã Sông Rầu thì nó cũng chạy hết vô trong nhà tôi, cho nên là buộc lòng tôi phải làm cái nền của tôi nó cao hơn. Thì nó cao hơn thì cái đường ở trước á thì nước nó hơi bị ngập. Nếu mà được người ta móc cống hay là làm gì thì nước nó thoát hơn thì đường nó sẽ không bị hư. Nguyên nhân khác khiến con đường này sửa chữa nhiều lần nhưng không bao lâu lại như manh chiếu rách là do cánh tài xế xe tải, xe khách đi tuyến quốc lộ 20 về Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh trốn trạm thu phí đường tránh Biên Hòa để giảm chi phí cầu đường. Xác định rõ nguyên nhân trên nên lần sửa chữa này, lãnh đạo huyện Trảng Bom đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường xử lý xe tải qua đây để tránh gây hư hỏng đường. Mình thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, xe mình là 15 tấn, mình chở tải trọng dưới 14 tấn đổ lại để lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên nhắc nhở về tải trọng cầu đường của xe để đảm bảo an toàn giao thông. Theo đại diện Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom, việc sửa chữa đường chỉ mang tính tạm thời để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông. Về lâu dài sẽ phải nâng cấp toàn tuyến lên 7 mét ngang mặt đường, có hệ thống thoát nước, dọc với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nếu không có gì thay đổi, công trình sẽ được khởi công vào tháng 10 năm nay.